Tiếp tục ngày hôm nay thì em Lê Hiệp gửi đến cho toàn thể quý anh chị cùng tham khảo một căn nhà cấp 4 nha quý anh chị, mà có mức giá phải nói cực kỳ rẻ luôn, rẻ nhất khu vực của phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương này quý anh chị ơi. Và vị trí ngay thì gần với, nằm ngay với đường Nguyễn Đức Thiệu và chợ Sóng Nghèo đó, một vị trí phải nói cực kỳ thuận tiện và dễ dàng. Và đây nha quý anh chị, bên ngoài căn nhà cấp 4 này báo giá trước cho quý anh chị cùng tham khảo nha, 1.550.000.000 thôi quý anh chị ơi, sổ hồng riêng đấy, vẫn còn thương lượng. Và đây, với công năng thiết kế của căn nhà này thì phía trước đây á, là có một khoảng sân đấy, khá là rộng rãi để cho mình có thể là để xe máy nha quý chị. Và tiếp theo bên trong này là khu vực phòng khách cực kỳ rộng rãi, hai bên có luôn cả cửa sổ để cho mình lấy gió lấy sáng vào bên trong căn phòng. Và đầy đủ công năng, phía sau này sẽ có một phòng ngủ và một phòng bếp nha quý chị. Đây, khu vực không gian phòng ngủ và cuối cùng sẽ là khu vực phòng bếp, đầy đủ hết cho mình ha. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới này, và có một khu vực nhà vệ sinh. Vâng, căn nhà này hiện tại có tổng diện tích sử dụng là 61.6m2, với chiều ngang là 4.9 và dài vào là 12.6 nha quý anh chị. Nhà sổ hồng riêng, mua bán sang tên công chứng chuyển nhượng ngay cho mình luôn, ngang với giá nhà sổ chung thôi quý anh chị ơi. Và mình đi lên trên này thì sẽ có một khoảng sân là sân thượng để cho mình có thể là trồng rau này nọ nha quý anh chị. Quá tuyệt vời. Một căn nhà cấp 4 nằm ngay tại phường Dĩ An của thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, với một mức giá phải nói rẻ nhất cái khu vực của phường Dĩ An này luôn nha quý anh chị, 1.550.000.000. Nhà sổ hồng riêng cho tổng diện tích sử dụng là 61.6m2, một vị trí kết nối phải nói cực kỳ thuận tiện và dễ dàng đây nha quý anh chị. Và đây, bây giờ thì điểm yếu của căn nhà này á, là nó đi vào đâu đó khoảng tầm đường vào 1m thôi quý anh chị ạ, nhưng mà đi ra đây chưa đầy 10m là mình đã giao nhau với tuyến đường lớn rồi, để đi ra được đường Nguyễn Đức Thiệu nha quý anh chị. Đây con đường kết nối về hướng nhà mình thì đường cực kỳ rộng rãi và thông thoáng này, đường xe hơi ra vô thoải mái nha quý anh chị. Đi theo hướng này á là mình đi ra được hướng chợ Xóm Nghèo, ra được đường Nguyễn Đức Thiệu, ra với ngã tư Mồi, ra với Vincom 550 nha quý anh chị, cực kỳ thuận tiện và dễ dàng luôn. Đây nha quý anh chị, điểm yếu của căn nhà này là con đường đi vào hơi nhỏ, nhưng đi vào chỉ đâu đó khoảng tầm chưa đầy 10m là đến căn nhà mình rồi. Vâng, chỉ có là 1.550.000.000 thôi quý anh chị ơi, một mức giá phải nói cực kỳ mềm cho một căn nhà cấp 4 sổ hồng riêng, mua bán sang tên công chứng ngay cho mình bất cứ lúc nào, ngang với giá nhà sổ chung nha quý anh chị, rộng rãi thông thoáng, ngang 4.9 này quý anh chị đó. Vâng, thì nếu quý anh chị mà ưng ý thì có gì liên hệ em theo số điện thoại 0974 313 794, để em có thể hỗ trợ thêm đầy đủ thông tin cũng như là dẫn anh chị xem căn nhà này thực tế tham khảo. Và ngoài ra em Hiệp còn rất là nhiều sản phẩm về nhà và đất của toàn thành phố Dĩ An cũng như thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, tất cả đều có sổ hồng riêng nha quý anh chị. Em Hiệp chỉ làm toàn sổ hồng riêng thôi, mua bán sang tên công chứng chuyển nhượng ngay, pháp lý rõ ràng minh bạch cho nhà mình. Vâng, thì có gì anh chị yêu thích cho em một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký, để em có thể thêm ra thật nhiều video hơn nữa cho toàn thể quý anh chị cùng tham khảo và lựa chọn những sản phẩm phù hợp với tiêu chí của gia đình mình đấy, để có một chỗ nơi an cư lạc nghiệp hay là đầu tư thêm đấy, tạo ra dòng tiền cho mình ngay tại khu vực thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị. Dạ vâng, em xin chân thành cảm ơn.